Để tạo tài khoản trên Monstera NFT, bạn cần làm theo các bước sau. Bước 1. Truy cập vào trang chủ của Monstera NFT tại địa chỉ https://play.monstera.io và nhấp vào nút mà bạn muốn dùng để đăng ký tài khoản. Mình sẽ chọn BNB Chai. Bước 2. Họ sẽ chuyển bạn tới trang Google tiện ích để bạn cài ví MetaMask. Nếu bạn có ví MetaMask rồi thì bạn chỉ cần nhập password hoặc nhập cụm từ bảo mật là sẽ đăng ký được nhé. Bước 3. Nếu bạn bị lỗi khi click vào ví BNB thì nó chuyển sang Google tiện ích mà không cho đăng nhập ví, thì bạn làm theo các bước này nhé. Bạn vào trang chủ Monstera.io, bạn chọn ở dưới cùng có dòng PancakeSwap. Sau khi được chuyển sang trang PancakeSwap, bạn chọn Connect ví, rồi Add Token Merge vào ví nhé. Sau đó bạn quay lại trang đăng nhập và chọn ví BNB là sẽ đăng nhập được. Vào game rồi thì sẽ có những hướng dẫn của chính game, các bạn cứ làm theo họ. Kinh nghiệm của mình, một người chơi free thì các bạn nên để dành level của các mon dân, vì game tới LV9 sẽ có những nhiệm vụ nâng level mon dân và bạn sẽ phải tốn tiền để evo mon dân lên để có thể tiếp tục lên level. Bạn cần phải đạt level 10 để có thể chơi tất cả các mốc trong phần file. Giờ mình chuyển qua A9 của mình để mình tiếp tục hướng dẫn các thứ khác nhé. Các bạn click vào phần chợ, họ sẽ chuyển hướng các bạn đến chợ. Phía bên phải là hàng hóa đã khớp lệnh, tức là đã có người mua. Còn phía bên trái là hàng mới đưa lên chợ. Để mua các NFT, bạn nhập vào phần P2P để dễ dàng chọn lựa. Bạn nên chọn phần giá thấp nhất và vào xem hàng, xem thử NFT nào ngon bổ rẻ thì các bạn mua về sử dụng tùy mục đích của các bạn.
Có những bạn mua chỉ để lên level làm nhiệm vụ, có những bạn mua mon và mua nhà để chiến đấu. Nhưng người mới chơi thì mình nghĩ là nên mua những NFT level 1 để dễ làm nhiệm vụ và lên được nhiều kinh nghiệm để nhanh chóng lên level cho bản thân và nhanh chóng kiếm được tiền. Nếu các bạn xài ví BNB thì mình nghĩ các bạn nên chọn BNB để đỡ tốn phí gas chuyển đổi. Bạn muốn bán NFT thì bạn cần unlock NFT bạn đang có trong túi. Để nó chuyển vào phần inventory, sau đó bạn sẽ vào đó và chọn rồi đặt giá để đưa vào chợ để bán. Bạn cần cân nhắc kỹ càng khi đặt giá bán, vì từ lúc unlock NFT cho đến lúc đưa ra chợ để bán, thì bạn đều sẽ tốn phí gas, và khi bạn muốn thay đổi giá thì nó cũng tốn phí gas, và khi mua bán NFT hãy chú ý tới phí gas, vì đôi lúc game gặp lỗi phí gas có thể lên đến hơn 200 đô, hãy chờ một thời gian rồi hãy mua bán tiếp. Đây là trang event, nó được chia thành nhiều phần. Phần 1 New Event là những event đang diễn ra. Bạn hoàn thành các nhiệm vụ của event sẽ được nhận các phần thưởng. Trong phần thưởng có Raffer, bạn hãy chờ đến sự kiện Raffer Event mới được sử dụng. Nó tương tự như vé số, nếu bạn may mắn sẽ được nhận phần thưởng tương ứng. Phần 2 là các event cũ. Bạn chỉ có thể xem nó để tìm hiểu về các event sẽ diễn ra sau này, vì các nhà phát triển game đều có xu hướng lặp lại các event. Việc của bạn chỉ là tìm hiểu nó để khi event đó xuất hiện bạn sẽ biết cách chơi event đó. Phần 3 Championship, nó chỉ dành cho đại gia thôi, vì chỉ có top 3 mới có giải thưởng, nên nếu các bạn không có nhiều tiền để chiến đấu thì không nên bận tâm. Và nó có thời gian diễn ra sự kiện, nên các bạn phải canh thời gian. Phần 4 Referral là các bạn giới thiệu bạn bè, để cả hai đều được nhận quyền lợi. Người được giới thiệu sẽ được nhận những phần thưởng như tặng lại 2% tổng giá trị bằng MSTR cho 5 giao dịch đầu tiên trên thị trường, hoàn tiền 5% bằng MSTR trên tổng chi tiêu MSTR trong trò chơi. Hoàn tiền 5% bằng MSTR từ phí giao dịch trên thị trường của chính bạn. Phần 5 mình chuyển qua phần Lotter luôn. Ở đây có hai phần là Racing và Lucky Well. Racing cược ít nhất là 100 MAJ, nếu win thì các bạn sẽ được nhận lại MAJ, còn thua thì mất. Lucky Well thì các bạn bỏ ra ít nhất 100 MAJ, nếu may mắn các bạn có thể kiếm được NFT ngon, nếu xui thì các bạn nhận được những thứ không cần thiết. Trisaru, đây là nơi bạn nhận lãi từ các khoản tiền bạn để trong game. Như MAJ và MSR, mỗi giờ bạn đều sẽ nhận được xếp. Và phần bên dưới này là phần xếp có thời hạn, như ngày 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, bạn sẽ nhận được nhiều lãi hơn. Nếu bạn muốn rút MAJ, MSTR, bạn chỉ cần bấm Unstar, rồi kéo xuống dưới bấm Claim. Mình khuyên các bạn nên chờ nhiều rồi hãy rút, vì nó tốn phí gas. Còn nếu bạn muốn nó tiếp tục nhận xếp thì các bạn bấm Reset, nó sẽ chuyển vào lại game để tiếp tục nhận xếp. 4.2 Raffer, đây là nơi để bạn sử dụng Raffer trong sự kiện Raffer Event. Kết thúc sự kiện bạn sẽ được nhận phần thưởng tương ứng nếu bạn gặp may mắn. 4.3 MAJ Vô Úc, đây là quy chế đốt đồ không dùng tới mà bạn cũng không có ý định bán. Bạn đốt sẽ được khá nhiều điểm và điểm đó sẽ quy đổi ra MAJ theo thời gian. 4.4 Refer, bạn vào đường link của mình ở phần mô tả rồi tạo tài khoản và copy mã mời của mình rồi dán vào phần code để trở thành refer của mình và để cả hai đều được nhận quyền lợi.
Cách chơi thì bạn đặt quân vào những vị trí mà bạn muốn. Thông thường thì bạn nên đặt quân né khu vực có cái túp lều ra, vì nó sẽ ra nhiều quân sẽ làm bạn thua khi chưa kịp phá các nhà khác. Bạn cố gắng lên càng cao càng tốt, vì lên cao thì phần thưởng các bạn nhận được sẽ nhiều hơn, có thể là các nhà ung com hoặc nhà rây. Các bạn cần đạt level 6 để có thể chơi mốt này, và đây là phần thú vị nhất trong game. Bạn sẽ chiến đấu với các người chơi để lên rank. Nếu đội quân của bạn mạnh, bạn sẽ có cơ hội win nhiều hơn, và bạn sẽ đạt được nhiều phần thưởng hơn. Cách đánh thì cũng giống như mốt adventure, nhưng bạn còn cần phải phòng thủ để hạn chế bị mất điểm. Bạn có thể đặt nhà chính ở giữa và nhà lương thực ở giữa, để hạn chế mất phút và SMAG. Trong phần đánh boss chan thì bạn cần đạt level 10 thì nó mới mở mốt này. Khi bạn vào đánh boss, bạn cần chú ý các điều kiện của boss và các thông số kỹ năng. Ví dụ cái điều kiện thứ hai của con boss này là bạn cần phải sử dụng monjern và trúc từ ray trở lên, ray, epic, legend thì mới có thể gây sát thương lên boss. Còn con boss này thì bạn có thể sử dụng những monjern và drop dưới ray như common, uncommon, ray để có thể gây sát thương cho boss. Phần thưởng boss cũng khá là ổn nếu bạn đủ mạnh, có thể nhận được một ngày 500 MAG và những deco xịn để tăng sức mạnh cho monjern và trúc và các lanplot. Phần Abyss Tower bạn cũng cần phải đạt đến level 10, và để dễ đánh bạn nên có một đội quân 6 common đạt 3 sao để có thể đánh được đến tầng 12, sau đó sẽ phải dùng đến Uncom, Ray và Epic, nhưng mà chắc người mới thì sẽ không có đủ những mon này nếu không đầu tư đâu. Phần thưởng trong đó có khá là nhà nhiều Lanthalop, Uncom và Ray, nếu các bạn kiếm đó chúng các bạn có thể vào chợ bán, giá của những nhà Uncom và Ray đâu đó khoảng 15-20 đô. Bạn cũng có thể đốt nó đi trong phần MAG vô úp. Đối với những bạn chơi free, các bạn cần để dành level của monjern vì nó cần để làm nhiệm vụ. Vì khi các bạn muốn lên 3 sao cho mon, các bạn sẽ tốn 10 MSTR, hay là các bạn phải hoàn thành hết các nhiệm vụ mỗi ngày để nhận được nhiều kinh nghiệm nhất có thể. Chỉ cần lên được level 11 bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Các bạn sẽ mất có thể là 1 tháng hoặc cũng có thể nhanh hơn nếu bạn chơi đúng lúc có những event cho kinh nghiệm. Như event farm bạn sẽ nhận được 1.000 kinh nghiệm cho 200 lần farm. 3. Bạn cần có một khoản phí khoảng 5 đô, bởi vì khi các bạn muốn giao dịch gì thì cũng đều cần phí hết. Rút tiền cũng cần phí mà nạp tiền cũng cần phí. Vì mình xài ví MetaMask BNB nên mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp BNB để làm phí và nạp BNB để đầu tư mua MSTR ở phần sau. Đối với những bạn muốn đầu tư vốn nhỏ khoảng 100 đô, bạn cần mua một cái nhà Lanco Ray để mở rộng bản đồ 9 đô, 5 cái nhà trên Uncom 8 đô một cái, 5 con Monjern Uncom 3 đô một con. Bạn nên mua đa dạng cho dễ đánh và chọn trúc thật kỹ.
Những job được ưu tiên là job hồi HP và job có kỹ năng đánh diện rộng. Game sẽ cho bạn khoảng 4 nhà habitat, khoảng 2-3 nhà trên common. Bạn vào shop để mua thêm nhà, nhớ là monster hệ nào thì bạn phải mua nhà habitat hệ đó nha. Làm sao đủ 7 nhà để chứa 7 con mon để bạn dùng trong chiến đấu. Đối với những bạn đầu tư vốn lớn khoảng 500 tới 1.000 đô la, bạn mua nhà Lanco Epic 50 đô, bạn mua 7 con mon Epic 30 đô một con, 210 đô, mua tiếp 4 nhà trên Epic để trên trúc Epic 60 đô một nhà, 240 đô. Nếu các bạn có vốn hơn 500 đô thì có thể mua luôn 7 cái nhà trên Epic để trên quân cho nhanh. Còn nhà Habitat bạn dùng nhà Common để chứa Epic cũng được. Và những nhà này bạn có thể mua trong phần shop chỉ tốn SMAG nhưng đòi hỏi bạn phải đạt level cao. Đối với những bạn có vốn vô cực muốn đầu tư trở thành top 1 thì sao? Bạn mua luôn cái Lanco Legend cho mình giá khoảng 350 đô la Mỹ. Bạn mua 7 Common Legend nếu có trong chợ. Bạn mua 7 cái nhà trên Legend nếu có trong chợ. Bạn mua nhà phòng thủ Epic hoặc Legend để thủ Military Camp, Turret, Bác Chào, mua 2 cái nhà Habitat Epic, mua thêm bộ decor để tăng sức mạnh cho đội quân của bạn, mua càng nhiều càng tốt. Bạn đốt những NFT mà bạn nghĩ rằng bán không ai mua để có khoa nhận MAG mỗi giờ. Hai, đánh bốt. Nếu bạn đạt được lượng đêm to nhất thì bạn sẽ nhận được 500 MAG mỗi ngày. Ba, battlefield. Bạn đua top trong mốc này bạn chỉ cần được nằm trong top 300 thì sẽ được nhận MSTR. Bốn, bán các NFT trong chợ mà bạn kiếm được từ các mốc trên. Năm, gửi set trong phần giao. Bước 1, bạn vào trang Remitano để đăng ký sàn giao dịch link mình để trong phần mô tả. Có rất nhiều sàn nhưng mình sử dụng sàn này vì nó dễ sử dụng. Bước 2, bạn đăng nhập tài khoản của bạn và chọn phần ví. Ở CoinVNJR bạn chọn nạp để nạp tiền vào tài khoản để mua VNJR. Bạn làm theo các yêu cầu của họ để gửi tiền cho chính xác. Để tránh mất tiền oan, giới hạn nạp một ngày 1 triệu 6. Bạn muốn tăng giới hạn thì bạn cần xác minh danh tính và nhiều thứ khác. Bước 3, bạn chọn mua bán crypto rồi chọn coin khác, chọn BNB và chọn mát để mua hết BNB rồi chuyển số lượng BNB này vào ví của bạn. Bạn lấy địa chỉ ví của các bạn để add nó vào đây, sàn giao dịch sẽ chuyển tiền đến địa chỉ ví của bạn,
bạn cần kiểm tra kỹ địa chỉ ví để tránh bị gửi nhầm qua người khác. Bước 4, bạn qua trang game Monstera, bạn chọn vào PancaQuap để nó chuyển hướng tới trang PancaQuap và bạn connect ví, sau đó bạn chọn đổi cặp coin BNB, MSTR, nhớ giữ lại 5 đô, khoảng 0,02 BNB, để làm phí gas cho các giao dịch. Bước 5, sau khi bạn đã có MSTR, bạn quay lại chợ Monstera để mua sắm, số dư còn lại bạn có thể đưa nó vào phần giao để nhận xét. Các bạn có thể bấm vào Atmo bên phần MSTR để đưa vào game và nhận xét mỗi giờ. Hoặc các bạn có thể đưa vào phần xét theo 6 tháng để chờ nhận lãi cao.